Hello cả nhà. Thì hôm nay cả nhà thấy có gì đặc biệt không? Bên em đang có chương trình là mua bột trộn câu cá HCM Hoa. Bên em tặng thêm cho anh em 3 cái cò bi may mắn chống lốc nha anh em. Thì em sẽ chọn cho anh em 3 màu luôn. Xanh nè, đỏ vàng giống như đèn giao thông vậy ha. Thì ở trong đây một hũ như vậy á thì nó có hai loại, một loại là nửa ký và một loại là 1 ký. 1 ký á là giá là 380, còn nửa ký là 200. Bên shop em hỗ trợ bao ship toàn quốc nha, bao ship toàn quốc và kỷ niệm luôn 3 cái cò may mắn trong lốc. Thì trong mỗi hũ như vậy á thì nó sẽ có một cái phần hướng dẫn cho anh em mình để mình trộn mồi á. Thì trong đây nó sẽ có một cái hướng dẫn như thế này. Em mở ra cho cả nhà mình xem nha. Bột nó giống như cái bột em bột sữa cả nhà, thơm lắm. Thì ở đây á thì chú Hoa là cái người mà sẵn gọi là chế tác ra cái bột này đã ghi cho mình một cái công thức để anh em có thể là sử dụng nè, bún chua thơm nè, cháo thơm bánh dừa nè, cơm thiêu nè, bánh mì nè, chuối nè, cám nè, cốt nước chua thơm. Rồi có thể dùng thêm những gì đó. Thì ở đây có số điện thoại của chú Hoa luôn. Thì nếu anh em mà khi mà về làm mồi á, trong quá trình làm mồi mà có gì mà khó hiểu á, anh em có thể gọi trực tiếp cho chú hoặc là kết nối với chú để mình hỏi thêm về cách để anh em vô đồ ha. Ví dụ như 1 ký như vậy thì vô bao nhiêu muỗng, hay là 1 lít như vậy thì vô như thế nào, thì nó sẽ có cái thời hướng dẫn này đó. Thì nói chung á thì bữa giờ em thấy cái bột này nó cũng khá là ok luôn nha cả nhà. Ok ở chỗ á là câu cá nó nhạy á, ví dụ anh em làm cám, làm bún, làm chuối gì nó vẫn rất là nhạy, và mùi của nó là mùi rất là thơm nha, thơm mùi của thực phẩm. Thì theo như chú Hoa á, cái người mà sản xuất ra cái hũ này bảo á là cái cái bột này có thể là quậy nước sôi chấm bánh mì ăn được nha cả nhà. Tại vì thành phần chủ yếu là bột thôi, giống như là sữa này sữa kia trộn lại chứ không phải là quá chất, nên anh em chơi cũng khá là ok ha. Rồi thì anh em nào có đặt hàng á thì cứ liên hệ cho em nha. Có hai dạng, một hũ nửa ký là 200, hũ 1 ký là 380. Bên em hỗ trợ bao ship toàn quốc luôn và kỷ niệm thêm 3 cái cò chống lốc, 3 cái cò bi. Cái cò này thì nói chung cũng không xa lạ gì ha. Khi mình đi câu á, câu sông hoặc câu hồ á thì mình gác lên cái dây của mình á, khi con cá nó kéo nó sẽ gớt cái cò, nó kêu cái đó, nó phát ra tiếng kêu ha. Gọi là cò chống lốc nha anh em. Đó. Thì em kỷ niệm thêm cho mình 3 trái cò. Thì cái này bán lẻ ra là 10.000 một trái nha. 10.000 một trái. Rồi cảm ơn anh em mình thời gian qua đã luôn tin tưởng ủng hộ nha. Thì bữa nay quay clip nó hơi ho anh em thông cảm nha. Tại bệnh chưa có hết á. Rồi. Anh em có đặt hàng thì liên hệ hai cái số điện thoại giùm em nha anh em.